Chúng tôi giới thiệu tiếp cho các bạn cái cách thức để khai báo các cái danh mục ở trong cái phần mềm kế toán TotalShop. Ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái danh mục là danh mục tài khoản ngân hàng. Cái mục đích của cái việc khai báo ấy thì danh mục tài khoản ngân hàng là các bạn có thể thấy là khi chúng ta khai báo các cái tài khoản của một công ty mở ở nhiều ngân hàng khác nhau thì có nhiều tài khoản. Vậy chúng ta có thể theo dõi nhiều tài khoản ở trong cái danh mục tài khoản ngân hàng. Nhằm mục đích là khi chúng ta cập nhật các cái chứng từ liên quan đến cái tài khoản ngân hàng thì chúng ta có thể chọn tài khoản ngân hàng. Sau này khi lên báo cáo chúng ta có thể theo dõi từng cái tài khoản từng ngân hàng một phát sinh như là số dư. Ở đây chúng ta chỉ cần ấn Ctrl N hoặc là chúng ta kích chuột phải vào danh mục và chọn thêm. Chúng ta có thể thấy là số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng, chúng ta đánh vào, sau đấy chọn lưu và đóng lại.